hạnh thì gặp sư cô Diệu Pháp, thì sư cô Diệu Pháp dạy con 4 tuần lễ, 4 tuần lễ dạy 1 tuần lễ 1 giờ hay là 1 giờ rưỡi 2 giờ vậy đó, rồi dạy cách đọc thôi, dạy cách đọc với lại dạy dịch tiếng từ tiếng Anh ra tiếng Pali, từ tiếng Pali ra tiếng Anh, học theo cái quyển Pali Primer. Thì An Lạc, nếu con muốn học tiếng Pali thì cứ tìm trên mạng hay là tìm chữ cái cuốn sách này nè con, nó gọi là Pali Primer. Dạ, cái quyển sách đó thì nó dạy tiếng Anh, dạy tiếng Pali mà qua qua tiếng Anh, thì con học thì nó cũng dễ chứ không khó, học từ 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 từ, nó mỏng lắm con, mỏng lắm. Sư thầy được một người, một Phật tử biếu cho cái quyển đó, thì đang ôm người đó nhiều việc, với lại con biết mà giác đẳng thì chiều ở đây, rồi ngoài ra mấy cái việc khác nữa, cho nên học cũng không được nhiều, nên muốn đi thôi. Nhưng mà bây giờ quý vị thì thấy là đi có thể chết ở bệnh, thì ban đầu Nguyên Thông mới nghĩ chết đó nó cũng vậy, nhưng bây giờ ý thực là người cõi trên, người cõi trên tức là ngài luôn luôn đi máy bay nhảy trên cõi trên, cho nên mà sư mà đi nữa bỏ nữa thì chùa cũng không còn ai, cho nên rồi ngày hôm qua ông kia chư vị là cũng thấy là nên ở lại thì có lợi cho chùa, có lợi cho nhiều người, thì suy nghĩ là nên quyết định, ngày hôm qua quyết định liền ở lại, nói cho sư phụ giáo đẳng đừng có mua vé máy bay đi Sri Lanka, nhưng mà đi Âu Châu với lại đi Thụy Sĩ với đi Ấn Độ thì đi, là bởi vì những chuyến đó chỉ có 2 tuần lễ mà thôi, thì nó cũng không có vắng chùa lâu. Thành ra bây giờ cảm thấy rất an lạc. Thì thật là con lúc nào cũng an lạc, sư phụ an lạc. Mà khi mà ở gần sư phụ giác đẳng đó, thì khi mà ăn cơm đó, nói chuyện với ngài, hỏi thăm ngài thì thấy ngài một người trí tuệ, rất là trí tuệ không tưởng tượng được. Với lại ngài, ngài đi đâu thì ngài lái thì con ngồi kế bên, thì lúc nói chuyện thì rất là tương đắc, rất là tương đắc. Cho nên con thấy con quyến luyến và kính kính trọng ngài. Và thấy rằng khi mà vào Phật Pháp, vào Nam Tông á, thì khi mà con học lần 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 lần, khi mà con biết cái cốt lõi của giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thì khi nào mình sống trong cái giáo pháp, thưa sư phụ, sống trong cái giáo đó, tức là mình sống mà cái tâm của mình á, trú vào vô tham, vô sân, vô si, rồi chánh niệm tỉnh giác, tức là mình sống trong cái giây phút hiện tại, mà sống trong giây phút hiện tại bằng cách nhờ vào chú tâm vào động tác thở của thân, khi thở vào biết thở vào, khi thở ra biết thở ra, nhờ mình chú tâm tới cái đó, là gọi là concentration, tiếng Tây là concentration, tiếng Anh là tập trung cái tư tưởng mình vào cái động tác thở của thân, khi thở vào thở ra biết thở ra, vào thở ra biết thở ra. Thì như vậy đó, trong một thời gian nào thì mình sẽ có thể là đắc được sơ nhị tam tứ thiền của sắc giới. Và khi mình đắc được cái tứ thiền của sắc giới thì trong kinh nói là nếu mà mình muốn đi qua vào vô sắc giới đó, thì mình chứng cái không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sự hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ. Khi nó hay, nó ngạc, nó lạ lùng một xứ sư phụ. Khi mình chứng tứ thiền rồi đó, rồi khi mình vào giờ thiền
mình vào thiền, mình ngồi thiền bình thường ra mình nghĩ là hư không vào vô biên, mình nghĩ là tính là hư cho hư không vào biên, rồi tự nhiên mình tính chứng không vô biên xứ. Rồi khi mình chứng vô biên, không vô biên xứ một cách dễ dàng rồi đó, cái mình vào vào thiền rồi, rồi mình nghĩ cái việc nghĩ là thức là vô biên, cái biết của mình thức vô biên là chứng thức vô biên xứ. Rồi mình nghĩ là trên trần gian này không có gì cả, tức rồi lúc mà mình mới chứng vô sở hữu xứ. Rồi cái cuối cùng là cái phần mà phi tưởng phi phi tưởng xứ, thì được biết rằng mình bình thường mình sống nhờ vào cái tưởng tưởng tri là cái biết của mình, cái biết mà thường nhật có con người là có tiếng tưởng tri, còn cái biết của bậc giác ngộ là mình gọi là thắng tri hay là liễu tri. Rồi mình nói ở trên trần gian này đó mà sống với cái biết là cái tưởng, thì là sanh tử luân hồi, cho nên mình sẽ sống trong cái cảnh mà vô tưởng. Vô tưởng thì vô tưởng tức là không có cái biết bình thường, nhưng mà không có biết bình thường rồi làm sao tắm, rồi sao ăn uống, cho nên là mình nói là phi tưởng. Nhưng mà phi phi tưởng xứ tức là trong sống trong cái muốn sống trong cái cảnh mà không có dùng những cái biết của thế gian này là phi tưởng, nhưng mà khi mà còn sống ở trên trần gian này thì khi tắm rửa thì phải trở lại với xác thân này để tắm rửa, khi ăn uống phải ăn uống, thì cho nên cái chỗ đó là cái chỗ tế nhị của cái tầng mà cao siêu là phi tưởng phi phi tưởng xứ, là cái tầng cao nhất của thường của cái vô sắc giới đó. Đó là mình chứng những cái bậc thiền đó, mà khi chứng những bậc thiền đó là khi mình chết mình thân hoại mạng chung đó, thưa sư phụ. Thì kinh nói rằng khi thân hoại mạng chung mà mình còn những cái thiền, không có mất thiền nữa. Mình mất thiền là khi nào mình làm bậy. Thí dụ ngài Đề Bà Đạt Đa đó, mà nghĩ là muốn đoạt cái chức vị của Đức Phật, rồi dùng voi dùng người ám sát Đức Phật, thì khi mà ông ta khởi lên cái tướng đó thì ông ta mất mất đi cái thiền chứng rồi. Thành ra chư vị Phật tử mà khi mà tu thiền, muốn chứng thiền hay chứng đạo quả thì nhất thiết là phải ly dục ly ác bất thiện pháp, cái đó là cái điều kiện cần và đủ, có cái điều kiện cần và đủ chắc chắn là như vậy rồi mới chứng những tầng thiền. Thì biết là biết như vậy, nhưng mà con thì chưa có gì cả, cho nên là muốn học để tu, muốn học để hiểu rõ kinh. Và vì vậy cho nên là những sự việc mà sư phụ cũng nghe là con rục rịch đi học chỗ này chỗ kia, và bây giờ thì quyết định ở lại rồi, thưa sư phụ. Mà hiện tại bây giờ sư phụ dắt đẳng ở bên bên Ấn Độ, con mới cho biết bảo sư phụ đừng có mua vé máy bay đi Sri Lanka để con ở lại Mỹ, và khi nào đến giờ đi Âu Châu thì đi, đi Thụy Sĩ thì đi, đi Ấn Độ thì đi, sẽ có ba những chuyến bay đó mà con sẽ đi. Xin thông báo cho sư phụ biết là cái planning là nó như vậy, nó cũng không xa đâu, vào khoảng chừng tháng 2 sư phụ chắc rằng là tháng 2 con đi đi chung với ngài. Cảm ơn ông Năm Bà Năm. Thật sự ra thưa chư vị là mình rất là hạnh phúc khi là mình được học chung với nhau, thì chúng ta là những người bạn đồng thuyền đi trên một cái chiến thuyền đó, chúng ta cùng học một bài kinh, rồi chúng ta tư duy, chúng ta nghĩ, chúng ta chia sẻ. Thì cái quan trọng nhất trong tu hành đó, là những gì mình học được là mình phải phải làm theo. Thí dụ mình nói là
cái quan trọng của cuộc sống, của tu hành. Phật tử cũng tu hành chứ không phải không tu hành. Thường trong trong giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mình thấy nhiều người Phật tử đắc A-la-hán. Thí dụ như bà Khê Ma, bà đắc A-la-hán. Cái cô Upalavana là một cái người đẹp, mà cái thân thể của bà ta nó đẹp, nó sang trọng, mà mùi hương nó thơm như là hoa sen, cái bông hương của hoa sen ấy. Cũng đắc đắc A-la-hán. Nhưng mà sau khi đắc A-la-hán rồi thì phải phải xuất gia, chứ nếu đắc không đắc A-la-hán mà không xuất gia thì phạm giới, bởi vì mình là một vị Phật rồi, mà mình ở trong cái tướng hảo của một cái người mà bình dân, thì người ta đâu biết mình là bậc thánh. Rồi những người không biết đôi khi họ xúc phạm mình, thì họ xúc phạm bậc thánh thì họ đọa địa ngục. Thì như vậy là mình thấy như vậy mình phải tránh cái điều đó. Cho nên là hễ đắc đắc A La Hán là phải xuất gia trong vòng 7 ngày. Còn nếu không trong vòng 7 ngày thì mình phải dùng cái lửa tam muội của mình để đốt, để thiêu cái thân của mình. Thì tự lúc đó đắc A La Hán thì mình biết được điều đó, là tại vì khi đắc A La Hán thì tự nhiên biết điều đó. Đó. Đắc Tu Đà Hoàng cũng biết mình đắc Tu Đà Hoàng, đắc Tư Đà Hàm cũng biết mình đắc Tư Đà Hàm, đắc A Na Hàm cũng biết mình đắc, chứ không phải là không biết. Cho nên nhiều người hỏi là làm sao biết, sao nói khi mà không biết tức là chưa đắc, nhưng mà đắc thì tự biết thôi, cái đó nó tự biết. Và vì vậy cho nên là nếu mà trong cái chơi cái chuyện tu hành của chúng ta đó, thì cái điều quan trọng là mình phải xả ly. Chứ nếu mà không xả ly là không đứt. Thí dụ như giờ là xả ly tức là buông bỏ những cái tham chấp. Bởi vì khi mình tham chấp thì nó có cái tham trong đó, và tham chấp thì nó có sân trong đó. Tham mà không được là sân. Cho nên giáo pháp của Đức Phật Thích Ca mà là xả ly, xả ly. Và ta gọi là ít muốn và biết đủ. Ít muốn biết đủ tức là thiểu dục tri túc, tiếng Nho là thiểu dục là ít muốn, tri túc là biết đủ. Ít muốn biết đủ là cái đó, là cái tiêu tiêu chuẩn của người tu hành. Người tu hành nào mà còn nói năng còn cái vẻ sân si mà còn tham lam thì người đó chưa tu được sâu sắc. Người tu được sâu sắc thì cái thái độ và lời nói thì chúng ta biết được là cái người đó mà có một trình độ nào đó có tu hành. Kính thưa sư phụ, đó là con nói về cái chuyện của con, về chuyện của chùa Pháp Luân. Con xin được trao mai lại cho sư phụ để sư phụ nói thêm những điều mà sư phụ muốn giảng dạy, hay là muốn con tụng kinh, hay muốn con nói pháp hay cái gì đó, thì con sẽ tuân lệnh sư phụ. Bây giờ mới có thêm có hai người, sư phụ với con và ông bà Năm về Thi An Lạc, thì coi như có hai người thôi. Con không biết là sư phụ có ý gì trong buổi học ngày hôm nay. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thỉnh mời sư phụ. Mô Phật sa thú lành thay, Tỳ kheo Nguyên Thông. Cảm ơn sư kể một chút chuyện về về chuyện của sư. Sau khi nghe chuyện của sư thì quả thật sư là người có phước, có phước, tức là có một đời sống an vui, đời sống an vui, rồi lớn tuổi nhưng mà so với người ta thì vẫn còn khỏe mạnh. Nhưng mà 80 là nhiều người mệt mỏi rồi đó, mà cái phước lớn rồi đó là sư khỏe mạnh, nhưng mà sư đi tu, sư học giáo pháp mà học với đúng người nữa chứ. Tại vì ở chung với lại một bậc thiện trí thức á, một người mà hiểu biết á, mình học được những điều hay, những điều của thánh nhân á, rất là hữu phước á. Chứ sư biết không, nhiều người đi tu á không có may mắn đâu à. Vô chùa ở
Nhiều khi gặp không có đúng minh sư, đúng thiện trí thức, rồi ở rồi bị ăn hiếp, bị đè, bị ép. Tại ở với người ngu, người dốt á, rất là khổ. Cho nên thấy ra sư là người có phước nè, sống lâu nè, sắc đẹp nè, được gần gũi thiện trí thức, rất là quý báu. Rồi cái sư sư đặc biệt là sư nhìn thấy sư Nguyên Thông có cái là sư sư nhiệt tâm nhiệt tình, hết lòng muốn chia sẻ Phật pháp. Tại vì trong cái lời nói của sư, cái nhiệt tình của sư, sư thấy đó là cái phước. Tại vì chia sẻ Phật pháp á, tức là trong các loại phước á, thì chia sẻ Phật pháp là cái phước lớn, là cái phước quý báu hơn là những cái phước vật chất kia. Chúc sư an vui, chúc sư an vui. Với lại mỗi buổi tối đó, đề nghị sư dạy một chút xíu, một chút xíu về Pali Grammar sư. Mỗi ngày mình học một 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 từ một chút xíu thôi. Ví dụ ha, ví dụ như bây giờ Buddho, Buddha ha, là nam tánh, Buddho là số ít, Buddha là số nhiều, rồi rồi Bút Đăng chẳng hạn. Tại sao nó có chữ N? Mình học một ngày một chữ thôi, thì giống như hôm qua sư dạy cái từ gọi là khéo như lý tác ý. Cái người mà khéo như lý tác ý đó thì chuyện chuyện khó khăn, chuyện phiền não nó trở thành chuyện bình thường, an vui. Mà khéo như lý tác ý, ví dụ giờ mình đi học đi, mình học ở Ấn Độ, thay vì thời tiết nóng khó khăn, người ngoại quốc vấn đề liên lạc nói chuyện rất là khó khăn, thời tiết khó khăn, thực phẩm khó khăn, rồi thành phố xa lạ mình không biết đi đâu, thì cái người mà khéo khéo tác ý thì cái người đó họ nói thôi, đi nói chuyện với bạn thì nói cũng không được, mà đi chơi đi ra đường thì lộn xộn quá không biết đường đi. Thôi thì mình nhà mình học đi, thấy không? Đó, ví dụ cái người mà khéo như lý tác ý thì cái người đó sẽ thành tựu thành công. Còn cái người mà không không như lý, không khéo, không khắc, không không khéo tác ý á, cái nghĩ bậy làm bậy à. Cho nên đó, ví dụ như hôm qua đó sư giảng, sư học thì dạy hai cái từ đó, thì mỗi một ngày mình đề nghị sư dạy một từ gì đó, hai từ gì đó, thì từ từ á góp gió thành bão à. Thì đó cũng là một cách mà mình tự học ha. Hay là thỉnh thoảng một buổi nào đó sư có đi học với lại những vị Tích Lan đó, anh kia sư đem vô lớp mình sư dạy lại. Rồi bây giờ thỉnh tỳ kheo đọc cái bài Kinh Vô Ngã Tướng nha. Cái bài này quá hay đi, quý vị biết khi mà Đức Phật mà đắc đạo quả đó, ngài giảng cái bài kinh gọi là Tứ Diệu Đế, phải không? Tứ Diệu Đế cho năm anh em Kiều Trần Như, thì lúc đó là rằm khoảng lúc đó là tháng tư, thì lúc đó chỉ có ông Kiều Trần Như đắc đạo quả thần thánh thứ nhất à. Rồi 2 tháng sau, tức là rằm tháng 6 á, đúng là rằm tháng 4 và rằm tháng 6. Rằm tháng 6 ngài đi, ngài dạy, ngài gọi năm anh em Kiều Trần Như lại và thuyết cái bài gọi Kinh Vô Ngã Tướng. Thì lúc này đó năm anh em Kiều Trần Như đều đắc đạo quả A La Hán nè, thành lập giáo hội Tăng Già đó. Thì cái bài này nó hay lắm. Bây giờ thỉnh sư đọc cái bài kinh đó nha, rồi sư sư giảng cái bài kinh Vô Ngã Tướng luôn. Hôm nay mình rất là may mắn gặp tỳ kheo Nguyên Thông. Rồi kính thỉnh sư nha, mô Phật.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa sư phụ, con sẽ tuân lệnh sư phụ và đọc bài kinh Vô Ngã Tướng. Con xin thông báo cho sư phụ và đạo tràng biết là những ngày 14, 15 và 30 mùng 1 thì ở chùa đó có một nhóm Phật tử, và ở chùa Pháp Luân nó có một cái bảo tháp. Cái bảo tháp đó là cái xá lợi mà do bên Sri Lanka nó biếu cho sư phụ hộ giác. Và vừa rồi sư phụ giác đẳng qua nó cũng biếu cho một cái thứ hai nữa, cho nên ở chánh điện thì có một cái, và cái bảo tháp đó thì đã xây xong rất là tuyệt vời. Cho nên Phật tử thì 14, 15 thì tụng kinh bảo tháp, và 30, 11 tụng kinh bảo tháp đó. Cho nên vào những ngày đó thì có thể là con vào trễ 5-10 phút gì đó, là tại vì con phải lãnh đạo cái sự tụng kinh ở bảo tháp đó. Còn khi nào trời mưa thì tụng kinh ở trong chánh điện. Đó là cái chương trình của con, vậy xin thông báo cho sư phụ biết như vậy. Và bây giờ con xin tuân lệnh sư phụ tụng cái bài Vô Ngã Tướng. Cái bài Vô Ngã Tướng là cái bài kinh mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sau khi mà đã giảng dạy cho chư vị tỳ kheo, khi mà ngài chuyển pháp luân á, thì cái bài kinh đầu tiên á, là cái bài chuyển pháp luân. Bài chuyển pháp luân là cái bài chuyển pháp luân là bài mà Đức Phật dạy, nói về cái tứ diệu đế. Mà khi mà nói ngài về chư tứ diệu đế đó, thì chỉ có ông Kiều Trần Như mà đắc là Tu Đà Hoàn thôi. Thì ông Kiều Trần Như là một cái người Ba La Môn, mà 35 năm trước, mà khi 30 năm trước thì khi mà Đức Phật được giáng sanh thì 3 ngày sau thì ông vua Tịnh Phạn, ông Suddhodana đó, mời 8 vị Bà La Môn để đoán cái tương lai của Đức Phật. Thì 7 người cũng là lỗi lạc đó, mà lớn tuổi, giơ hai ngón tay. Thì 7 người đó nói rằng Đức Phật xong trong tương lai sẽ vị Phật xa gia đình, một vị Phật cao quý. Còn nếu không phải là một vị Phật cao quý thì sẽ trở thành một vị chuyển luân thánh vương đó. Nhưng mà có một người thanh niên Bà La Môn trẻ thì giơ một ngón tay mà thôi, con để đâu cũng được đó, con để con dùng trước cho con. Cách như một cái ngón tay mà thôi, mà cái vị này là ngài Kiều Trần Như đó, lúc đó quả quyết rằng Đức Phật trong tương lai sẽ là một vị chánh biến tri. Mà cái trí tuệ của ngài Kiều Trần Như lúc đó như vậy, mà nhưng mà 35 năm sau thì với cái trí tuệ một người mà như vậy mà tu hành 35 năm sau, một vị chánh biến tri mà giảng giải bài kinh chuyển pháp, thì vị đó chỉ đắc được Tu Đà Hoàn mà thôi. Sau chư vị sẽ thấy rằng khi mà Đức Phật giảng kinh thì đa số nhiều người đó thường thường đắc A-la-hán, rất ít người đắc Tu Đà Hoàn hay là Tứ Đà Hàm hay A-na-hàm. Nhưng mà phải nói là cái giáo pháp mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng dạy là cái giáo pháp Đức Phật giảng dạy khi mà ngài chứng đắc ở gốc cây cội Bồ Đề rồi, ngài bỏ ra 7 tuần lễ để ôn lại, xem lại những gì mà ngài vừa chứng đắc, thì ngài thấy rằng cái giáo pháp của ngài rất thâm sâu, khó nói, khó nghe, khó hiểu, khó tu, khó chứng, khó đắc. Và ngài đã muốn muốn ngồi dưới cây cội Bồ Đề đó và sẽ Parinibbana, tức là nổ lửa tam muội để mà đi vào được Niết Bàn. Thì lúc đó ở trên cõi Phạm Thiên có một người Phạm Thiên tên là Sahampati. Cái người này là một cái vị tu hành và đắc được tha tâm thông, và vị này sống qua nhiều vị biến tri, tức là mỗi vị chánh biến tri ra đời rồi giảng pháp, rồi tùy theo cái tuổi thọ nó có thể là năm năm
100 năm hay là như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là 80 năm, còn có nhiều nhiều người thì sống nhiều hơn. Rồi cái giáo pháp nó có thể là 10.000 năm hay 5.000 năm. Rồi và ngài Sambati này biết cái sự hoạt động của Đức Phật, là khi mà người họ giác ngộ rồi thì họ đi giảng pháp thế nào. Cho nên khi mà ngài chứng được cái tha tâm thông thì ngài biết rằng cái tâm của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã muốn nếu muốn niết bàn, tức là parinibbana, là đi vào niết bàn, là tự đốt thân mình đó, thì ngài bay xuống và nói: Thưa Thế Tôn, trong trần gian này còn có những người mà trong mắt của họ có ít bụi, thì nếu Thế Tôn giảng pháp thì họ có thể hiểu được. Thì lúc đó Đức Phật mới dùng thiên nhãn, mình gọi là thiên nhãn hay là Phật nhãn cũng được, là vì cái thiên nhãn là nhìn xem cái tâm tướng của chúng sanh, thì thấy rằng đúng như vậy. Thì ngài thấy rằng có nhiều người cái tâm của họ, cái trí của họ còn như là cái bông sen nó nằm ở trong bụng đó. Có nhiều người cái bông sen nó lú lên, nhiều bông sen lơ lửng, và có một ít người cái bông sen nó ở đúng vô cái trên cái mặt nước, cái mặt nước tiếp xúc với lại không khí đó. Thì đối với những người đó thì Đức Phật giảng dạy cho họ hiểu được. Và như vậy thì họ Đức Phật mới là đi để tìm những người anh em Kiều Trần Như, là những người đã một lần tu hành với ngài, rồi ngài bỏ cái ascetic, tức là cái khổ hạnh. Thì khi mà ngài không có còn khổ hạnh nữa thì ngài ăn bình thường, thì họ tưởng là ngài đã là sa sút cho họ từ từ bỏ, và họ họ không ủng hộ ngài nữa. Rồi nhưng mà khi ngài đến thì họ ban đầu họ nghĩ là mà nhưng trước khi mà ngài đến đó, thì ngài gặp có một người thương gia, nhà ngài quen được người thương gia thấy cái tướng hảo của ngài rất là đẹp, thì mới là hỏi ngài: Thưa ngài, ngài là ai mà tôi thấy những cái căn của ngài, màu da của ngài trong sạch như vậy, thầy của ngài là ai và ngài tu đạo gì? Cái Đức Phật nói: Ta không có thầy, ta không có thầy, thì ta là vị Phật. Thì cái người đó không tưởng tượng được, không mà nói là một người mà mình nói là một người, nếu mình nói là thần tiên hay thánh hay là gì đó thì họ còn tin. Nó nói một vị Phật mà lớn quá thì không thể nào nó tin được. Rồi rồi ông lắc đầu, rồi ông ra đi, ông không phản đối. Rồi sau đó thì Đức Phật gặp hai người, rồi cũng như vậy là Đức Phật mới cho họ tám sợi tóc. Mà tám sợi tóc đó bây giờ ở Myanmar khi sư qua bển, nó gặp một cái vị tăng, nó chỉ là cái chỗ này là chỗ thợ tóc, và một số tóc của hay răng của Đức Phật còn ở trên trên thượng giới. Thì mà sự thật ra thì ở Việt Nam mình có một vị tăng tên là Hộ Tông. Bây giờ người Hộ Tông là có thể nó là sơ tổ của Nguyên Thủy ở Việt Nam, bởi vì ngài Hộ Tông học giáo pháp Theravada từ Nam Giang, từ Cao Miên, rồi đem về Việt Nam, thì mới vào khoảng 6 70 năm hay 70 80 năm nay thôi. Và tất cả những người mà tu sĩ bên Theravada thì gọi ngài là sơ tổ Theravada của Việt Nam. Đó, vì vậy cho nên là cái sự việc như vậy. Cho nên là bây giờ thì sau cái Đức Phật giảng dạy kinh Vô Kinh Chuyển Pháp Luân, thì lần đầu thì ngài Kiều Trần Như đắc tu đà hoàng, năm người kia thì không, bốn người kia thì không đắc được cái gì cả. Rồi sau đó thì sắp xếp ra một ngày thì ba người đi khất thực, rồi hai người kia Đức Phật giảng dạy, rồi ngày sau hai người thiết đi khất thực, ba người kia ở lại Đức Phật giảng dạy. Thì sau đó thì họ họ đều đắc tất cả đều đắc A-la-hán hết. Mà khi đắc A-la-hán là do nhờ cái bài kinh Vô Ngã Tướng này. Thì không con không biết rõ ràng, thì cái bài kinh Vô Ngã Tướng này đó
là Đức Phật giảng dạy lúc nào mà họ đắc. Hồi nãy sư phụ Sinh Tâm nói là giảng 2 tháng sau, 2 tháng sau khi giảng bài Kinh Chuyển Pháp Luân. Rồi sau đó có một số 60 người anh em của ông Gia Xá thì ổng có lẽ là kiếp trước không có tu hành, nhưng mà giờ này ổng là một người đại gia hay là trưởng lão gì đó, thì ổng có nhiều bà bạn bè, thì ổng mới có những 60 người bạn, rồi ăn tiệc. Rồi sau khi ăn tiệc xong rồi rồi thấy mà mấy cái cô mà vũ nữ hay ca sĩ rồi nó nằm la la liệt, rồi ổng đi ngang ổng thấy gì ổng chán, ổng đi bỏ đi. Ổng bỏ đi thì khi ổng bỏ đi thì gần tới chỗ chỗ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thì Đức Phật Thích Ca nói là Gia Xá hãy lại đây. Thì ngài Gia Xá mới đến đến thì Đức Phật giảng dở cho ông ta. Rồi sau đó rồi ông ta về dẫn cha mẹ đến, thì cha mẹ của ổng cũng đến, cho nên là cha mẹ của ổng là cái người mà quy y đầu tiên, quy y đầu tiên với Đức Phật, là một người gọi là cư sĩ quy y đầu tiên với Đức Phật. Rồi sau đó ông Gia Xá dẫn 50-60 người của ông đó thì đi đến Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, và rất là lạ lùng với Đức Phật giảng dạy là tất cả những người đó đều là chứng A-la-hán cả. Rồi sau đó là có một nhóm đầy đủ là một cái số mà tỳ kheo đầy đủ đó, là Đức Phật lúc đó mới là chỉ cho hướng dẫn mọi người đi mỗi người một ngã, không đi 2 người một ngã, để đem cái giáo pháp này quảng bá cho người ta. Thì đó là cái chuyện mà trong những bước đầu tiên của Đức Phật. Kính thưa sư phụ, bây giờ có sư phụ quy niệm về vào rồi, xin con giao mai được cho sư phụ quy niệm nha sư phụ. Chứ bây giờ thì để buổi khác đọc, lúc nào con đọc cũng được. Kính thưa sư phụ quy niệm, con xin được hân hạnh trao mai được cho sư phụ để sư phụ giảng dạy cho pháp cho đạo tràng lắng nghe, và con cũng lắng nghe. Nguyên Như xin con cầm mic con. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Thầy Giá. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con xin kính đảnh lễ sư Quy Niệm, con xin kính đảnh lễ sư Nguyên Thông. Dạ, bây giờ con đã thấy pháp sư vào đạo tràng, con kính xin thay mặt đạo tràng thỉnh pháp sư ạ. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu tha sa. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu tha sa. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu tha sa. Brahma cha lô ca thi ba tỳ sa hầm ba tỳ ca tăng cha lì anh thi hoa rằng a già cha tha sanh tỳ thà sanh tâm ba ra chẳng khả cha tỳ ca đệ xê tu thâm măng anu cầm bi măng ba chăng sanh thầm ma phê rình quy nha dành cha cả dạng sủa tành cha bệnh thằng phi thầm mà chậm măng cô tâm tô cha tu sanh cha đành đà bồ thà nấy về ba rì xa và mắt chê lời nhưng chẳng dĩ hơi quyết đạo dân sang pháp độ các hàng tử, có 5 thầy thính dự pháp từ, đó là nhóm kiều trần như được nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ơn phổ cập đám mưa lành rưới khắp thế gian, bởi nhân kết tích rõ ràng. Thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni,
tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ con xin dâng mít lại cho huy niệm cho tỳ kheo huy niệm để sư bắt đầu chương trình học của buổi tối hôm nay ạ. À. Con xin kính thỉnh bàn tay của sư. Trước hết quý vị có thể hoan nghỉ cho sư biết quý vị có được nghe rõ hay không, bởi vì trong cái ngày lễ dân y Cát Thi Ná ở chùa Bủ Đức, sư có gặp một vài vị Phật tử, vị đó cũng phản ánh là cái mai cô của sư nó không có nói, không có nghe rõ, nhất là chú Thiện Nam Thành Liêm. Ok, như vậy tốt rồi. Hôm nay sư thiết nghĩ rằng là chưa có phù hợp để mà đi vào trong một cái đề tài pháp mà sư chọn, đó là cái nguyên nhân thứ nhất. Cái nguyên nhân thứ hai là sư cũng chưa có mượn được cái quyển cái bản Pali Việt đối chiếu của ngài In Đá Trên Đá về cái bộ mà sư sẽ tính trình bày sư sẽ tính cùng mọi sinh hoạt với lớp học chúng ta, đó là cái bộ Milinda Panha Mình Tìm Đúng Đáp. Sở dĩ sư lựa chọn cái đề tài đó là do bởi đề tài đó nó hội đủ hai cái yếu tố mà người Phật tử ở trong cái cương vị nào cũng cần thiết. Thứ nhất là đối với những vị Phật tử, những người cư sĩ mà mới những bước đầu làm quen với Phật giáo Nguyên Thủy thì người ta rất cần những cái nguyên nhân thuyết phục để mà cho cái tri kiến của họ nhận thấy rằng như thế nào là Phật pháp, như thế nào là Phật pháp, và điều đó dễ làm cho họ tiến bước hơn trong cái con đường tu tập, loại bỏ được những cái nghi ngờ và những cái sự phân vân, nhất là những cái hoài nghi không biết rằng giờ mình tu theo phương pháp nào mới là đúng đắn, mới là phù hợp. Thì cái bộ kinh đó thưa quý vị nó rất là hay và có nó giải tỏa được những cái nghi ngờ nhiều lắm, bởi vì trong đó những cái lời hỏi vấn đáp giữa Đức Vua và ngài Nagasena đó dựa trên phần lớn tất cả những cái điều phân vân và thắc mắc của những người chưa có biết rõ về Phật pháp. Đó là cái điểm thứ nhất. Cái điều thứ hai là nó cũng phù hợp đối với những vị đang trên bước đường tu tập. Bởi vì tại sao? Bởi vì khi mà chúng ta tu tập về thiền á thưa quý vị,
chúng ta cũng cần phải biết như thế nào là cho nó phù hợp đối với cái đời sống giữa hai cái thế giới tâm linh mà tâm mình nhận biết, đó là thiên đế và tục đế. Thông qua những câu hỏi mình cũng sẽ hiểu được tại sao có những trường hợp mà Đức Phật Ngài sử dụng những pháp khái niệm mà để mà Ngài nói, và tại sao có những cái trường hợp mà Đức Phật Ngài trình bày về pháp tuyệt đối, pháp thiên đế. Thì điều này nó cũng giúp cho mình rất nhiều, giúp cho mình rất nhiều hiểu rõ hơn về như thế nào là về khái niệm và như thế nào là về pháp tuyệt đối. Cho nên nó cũng phù hợp với cái cương vị người cư sĩ đang trên cái bước đường tu tập có thời gian lâu hơn, chứ không phải như mới lúc bạn đọc. Do vậy suy xét đạt được hai cái yếu tố đó, cho nên sư nghĩ đến chọn cái đề tài đó. Lúc sư gặp cô Nguyên Trang á ở chùa Đức á, thì sư cũng có nói, mà khi mà sư nói ra cái ý hướng của sư chọn cái đề tài vậy như vậy á, thì cô Nguyên Trang cổ không biết sao nó cũng trùng khớp với cái suy nghĩ của cổ. Nó nói xa tú, con thấy cái bộ kinh nó rất là hay và con cũng thích nghe, nó phù hợp. Rồi đó là cái những gì mà sư nói. Nhưng mà hôm nay thì chúng ta lớp học của mình trải qua một cái thời gian lễ Dương Ni Ca Thi Ná. Thứ nhất là chúng ta cũng vừa mới xong bận công việc rất là nhiều, vừa mới ra hết tháng dân y, cho nên nó cũng chưa có ổn định lại về cái sinh hoạt. Đó là việc thứ nhất. Thứ hai là những người cư sĩ trải qua cái thời gian lễ dân y thì cũng bận rộn nhiều quá, cho nên chưa có thích ứng quay trở lại cái cuộc sống điều hòa trong những cái ngày tháng đầu tiên khi chấm dứt lễ. Vì vậy tuần sau nha, tuần sau mình sẽ sưu tầm được tài liệu, sưu tầm được tài liệu, sưu tham khảo và sưu sẽ chính thức đi vào cái buổi sinh hoạt của mình với cái đề tài mình sẽ học tham khảo về cái bộ kinh Milinda Penha, Nghị Tiên Ứng Đáp. Rồi thế thì hôm nay, từ hôm nay mình làm cái gì? Rồi bây giờ sư mời cô Nguyên Nhân. Nam mô Bụt Tha Giá và sa thú bạch sư. Và Nguyên Như có câu hỏi, đó là hôm bữa sư Pháp Tính có nói với con là sư sẽ đi qua Miến Điện với cô Nhật Quỳnh, sau khi mà sư về thì sư Pháp Tính sẽ bận cho tới ngày 17 Tây tháng 12 sư Pháp Tính mới từ Ấn Độ trở về, thì con không biết là sư có thể quan hỷ điện khuyết cho cái ngày của sư Pháp Tính được không ạ? Từ vì con thấy là sư Pháp Tính bận quá cũng chưa có bàn với con về chuyện đó, thành ra con không biết được hay không. Dạ sư xin cho lớp biết để chúng con còn có thể tùy cơ ứng biến bạch sư. Dạ con xin nhân mít lại cho sư ạ. Dạ được, không sao cả. Bởi vì sư Pháp Tính tuy là để Đức đi, hiện giờ Đức đang ở bên Myanmar đó, với lại sắp tới thì chắc là thông thường mỗi năm sau khi ra hạ thì Đức hay có chuyến đi Ấn Độ với cái khoảng thời gian tối thiểu là 15 ngày, nhưng mà chắc sau 15 ngày rồi cũng đi chỗ này chỗ kia ở một vài nơi như là Thái Lan chẳng hạn. Cho nên suy nghĩ chắc cũng có thể là thời gian nó lâu hơn. Thì tuy là Đức không có dặn sư gì cả, nhưng mà sư thừa hiểu là tuy không nói nhưng mà sư vẫn hiểu. Không phải ở trong lớp học này không thôi, mà theo như lời của cô Nguyên Như đã yêu cầu, mà kể cả luân pháp cứu chuyên đề thì chắc cái đó, cái lớp học đó thì sư cũng phải vào trong đó để mà tiếp cho các vị trong những lúc mà các vị không có mặt ở trong lớp học mình. Không sao. Bây giờ thì nếu bạn thì cứ ngày giảng của sư Pháp Tính là theo như ở Việt Nam là ngày thứ 5, ngày hôm nay là ngày thứ 6, ngày của sư
thì trước mắt trong cái thời gian này thì sư sẽ vào trong lớp học của mình chính thức sinh hoạt với quý vị hai cái buổi đó là thứ năm và thứ sáu. Như vậy không sao. Rồi, như thế thì bây giờ hôm nay mình sẽ sinh hoạt về một cái đề tài. Hồi nãy sư có nghe lớp học của mình trước khi vào, chúng ta có sinh hoạt nói về bài kinh Lakkhana Sutta, đúng là bài kinh mà Đức Phật sau khi ngài giảng về kinh chuyển pháp luân thì chư đế xong ngài trình bày cho các vị chư thường như về bài kinh vô ngã tướng, và bài pháp đó đã làm cho các vị trở thành đắc nhập đạo quả A La Hán, đạt đến điểm cuối cùng của đời sống phật này. Thôi thì hôm nay mình sẽ sinh hoạt về bài kinh Lakkhana Sutta nha. Rồi bây giờ thì trước khi bắt đầu chúng ta làm lễ tam bảo, rồi sau đó sư sẽ cùng với quý vị thảo luận rộng rãi về cái bài kinh Vô Ngã Tướng. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn bậc kính cúng lớn chánh đẳng giác. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ ân đức của pháp bảo có công năng hướng thượng đưa đến sự lợi ích cho những ai có niềm tin và thực hành theo. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ ân đức tăng những bậc đã được quyền thừa và thực hành theo giáo pháp. Các ngài đã đắc được quả thánh hoặc còn phàm mô phạm chúng sanh và phước điền của chư thiên và loài người. Chúng con xin làm lễ ba ngôi cao quý. Rồi bây giờ trước khi bắt đầu, sư hỏi với anh lại quý vị một lần nữa, quý vị có nghe rõ hay không? Rồi, xin cảm ơn. Trong tất cả những bài pháp mà Đức Phật ngài giảng đó thưa quý vị, thì có một số những bài nó rất là quan trọng, và cái quy lực của bài pháp nó có một sự tác động rất là mạnh mẽ. Bởi vì đối với cái phạm vi hoạt động của một vị Phật á, khi nói đến thì có ba lĩnh vực. Thứ nhất là lĩnh vực mà khi mà ngài tái sanh. Thứ hai là cái phạm vi mà khi mà ngài thuyết những cái bài pháp mang cái tính cách quan trọng. Thì lúc bây giờ thưa quý vị có một cái sự chấn động, rất là rộng lớn. Nếu như suy nhớ không lầm thì những cái bài pháp mà Đức Phật ngài tuyên thuyết, có những bài ngài giảng như là bài kinh Katana vân vân, đó là những bài pháp mà có cái sự chấn động một nghìn tỷ thế giới. Cho nên khi nói đến những pháp thoại mà Đức Phật này đề cập đến, thì có thể nói rằng bài kinh Lakkhana Sutta là một trong số những bài rất là quan trọng, Như chúng ta đã biết á, thì đối với pháp Hữu Vi á, pháp Hữu Vi nó có ba cái đặc tướng, đó chính là luôn luôn biến hoại đổi thay, sanh và diệt. Đây là một cái quy luật, trước như thế nào ngay trong hiện tại cũng như vậy, và kể cả trong tương lai cũng như thế mà thôi. Cái tướng trạng thứ hai đó chính là pháp Hữu Vi có cái tướng trạng đó là khổ. Khổ ở đây mình phải hiểu theo ba hình thức. Thứ nhất là khổ của những cảm thọ, khổ của sự bất mãn, rầu rĩ của nội tâm. Cái hình thức khổ thứ hai á, đó chính là khổ bởi cái sự biến hoại của những cái điều thích ý vừa làm đối với mình, nhưng mà nó phải chịu cái sự tiêu hoại đổi thay.
Và cho dù mình muốn tái lập lại những cái điều mà mình mơ ước đó, mình phải bị lặp đi lặp lại rất là nhiều lần. Và trong cái quá trình mà mình tiến hành để mà tầm cầu á, nó sẽ trải qua rất nhiều những cái vấn đề rắc rối khác. Cho nên đây là một cái hình trạng thứ hai của khổ đối với pháp hữu vi. Có một cái tướng trạng thứ ba, đó chính là vô ngã. Nhưng mà khi mà nói đến pháp vô ngã thưa quý vị, thì nó bao gồm hết tất cả các pháp, chứ không riêng gì pháp hữu vi. À, kể cả đối với những vị đã đạt đến được cái trạng thái vô vi, tức là niết bàn á, không có không có sanh diệt, thì pháp đó nó cũng là vô ngã. Vì vậy có thể nói rằng là ở trong bài kinh quý vị đọc á, quý vị để ý quý vị sẽ biết sappe sankhara anicca tiyana panya yapasati athanipinda ki dukkhe e samakho visuddhiya sappe sankhara dukkha. Ở hai cái đoạn đầu chúng ta chỉ thấy ngài nói sappe sankhara. Sappe sankhara tức là tất cả các hữu vi, tất cả các hành. Nhưng mà ở cái đoạn cuối là sappe dhamma anatta, tức là tất cả các pháp, tất cả các pháp đều vô ngã. Tại sao lại như vậy? Thì hồi nãy như sư đã vừa nói, tướng trạng của pháp hữu vi thì có hai cái chắc chắn là vô thường và khổ. Nhưng mà khi nói đến anatta đó thì nó rộng hơn, nó bao gồm hết tất cả những pháp, kể cả hữu vi, vô vi và pháp chế định, khái niệm luôn vô ngã. Rồi thêm một điểm nữa mà để cho chúng ta hoan hỷ và cảm thấy mình may mắn được nghe một pháp mà khó nhận thức ở trong đời. Quý vị có biết rằng cái tướng trạng khi nói đến vô ngã đó, vô ngã tướng đó, thì chỉ được nói đến, chỉ được trình bày ở trong những cái thời điểm mà có Đức Phật chánh đẳng chánh giác xuất hiện. Và điều này chỉ được thấy rõ ở trong lãnh vực của tuệ quán minh sát mà thôi. Còn hai cái tướng trạng như là khổ và vô ngã, vô thường và khổ thưa quý vị, có một số những bậc hiền trí người ta vẫn có thể nhận thức được điều này chứ không phải là không. Người ta vẫn có thể biết được cái sự thay đổi của cuộc đời, có đến thì có đi, thời thế thay đổi không ngừng. Người ta vẫn nhận thức được ở trong thế gian này á, thật ra mọi cái sự đam mê, sự tồn tại vốn dĩ cuối cùng cũng chỉ là sự chết thôi, đến và đi, nó chả có gì để cho mình cảm thấy là vui sướng. Người ta vẫn có thể nhận thức được điều này. Nhưng mà đối với Anatta Lakkhana, tức là tướng trạng của vô ngã đó, thì có thể nói rằng đây là một pháp rất khó được nhận thức, và không có ai có thể phát hiện ra được. Không ai có thể phát hiện ra được. Thông thường mình có thể hiểu được hai cái tướng trạng trên, nhưng mà mình khó có thể thoát ra được cái tôi và cái ta. Cái tôi và cái ta rất khó mà nhìn thấy ra được điều này. Quý vị có biết tại sao cái ranh giới khác biệt và khó đột phá nhất giữa phàm phu và bậc thánh là ở điểm nào hay không? Chúng ta quay trở lại đối với những kiết sử mà một vị thánh đã đoạn tập ở cái tầng đạo quả đầu tiên. Trong ba cái loại kiết sử thuộc về hạ phần, đó là hoài nghi, thân kiến và giới cấm thủ. Thực ra xét cho cùng á, hoài nghi và giới cấm thủ, tức là những cái cách thức thực hành khác
không dẫn đến sự giải thoát thực sự, thì đó chỉ là cái hệ quả mà thôi. À, quý vị nên để ý nha. Chúng ta học chúng ta phải có cái sự suy tư và chúng ta nhìn nhận. Hai cái đó nó chỉ là hệ quả mà thôi. Nó sẽ tuy nó xảy ra ngay trong cùng một lúc là chấm dứt, nhưng mà tại sao lại nói rằng nó là cái hệ quả? Bởi vì cái người á, cái người mà đã dứt được thân kiến thì người đó sẽ bước vào trong cái tầng đạo quả đầu tiên á, đã thấy được đối tượng của sự giải thoát trong lần đầu đó, thì người đó vốn sẽ không còn lưỡng lự nghi ngờ gì với con đường hướng đến giải thoát. Và cái người mà đã chạm mặt được với cái lãnh vực của sự giải thoát thì người đó sẽ không còn tin vào cái con đường nào khác thực hành ngoài ra, và vị ấy cũng sẽ không có dạy gì để mà tu tập theo cái cách khác nữa, bởi vì biết chắc rằng không có cái con đường nào khác ngoài con đường này, cho nên thực hành theo những cái lối khác là chỉ có đi đến đâu thôi chứ không đưa đến sự giải thoát. Cho nên chúng ta thấy đúng không, nếu mà xét thì nó chỉ là cái hệ quả thôi. Còn cái quan trọng nhất đó chính là thân kiến. Thân kiến tức là vì đó nhận thức được, ồ đúng là ngũ uẩn này thật ra nó không có, nó không có tôi, không có ta gì ở trong đây hết. Nó vốn ngã nào cả, nó chẳng qua nó chỉ là một một sự phối hợp rất là nhịp nhàng giữa danh pháp và sách pháp, giữa các thành phần của tâm nương theo những cái đối tượng nhân duyên của cảnh, căn, thức và những cái yếu tố hiện tại khác mà nó hình thành những cái sự biết cảnh và mọi sự việc, chứ nó không có theo những cái ý muốn của mình. Nó không có một cái tự ngã sẵn ở trong đó mà nó lúc nào nó cũng chạy ra để mà nó đón cảnh, để mà nó ứng xử. Đó là cái điều mà sư muốn nói đến quý vị, rất là quan trọng, rất là quan trọng. Cho nên có thể nói rằng ở cái một cái sự liên hệ của sự chứng đắc nhận thức về thân kiến, nó rất gần, nó rất gần đối với tướng trạng Anatta Lakkhana, nó rất gần quý vị. Quý vị có ta có để ý thấy điều đó. Vì vậy mà ở trong những thời điểm nào mà mới có xuất hiện những vị bậc thánh tinh văn, quý vị có phải chăng là chỉ trong những thời kỳ của Đức Phật Chánh Đẳng Giác không thôi, đúng không? Đó, chỉ có như vậy thôi. Và hơn nữa, chúng ta quay trở lại một chút. Khi nghe đến những pháp thoại nói đến sự thay đổi, sự khổ, thì chúng ta có thể bắt gặp được ở một số những giáo lý khác bên ngoài Phật giáo Nguyên Thủy, nhưng mà đã nói đến vô ngã, thì đây là một cái đặc trưng, đây là một cái đặc trưng ít khi nào mà chúng ta nghe nói đến điều này. Thông thường họ chỉ làm mọi thứ để mà tăng cao cái giá trị của bản thân của mình. Họ đôi lúc kể cả những người Phật tử của mình đó, trong cái giai đoạn mà chúng ta tu tập vẫn còn là phàm phu đó, những cái thiện pháp của mình đôi khi nó cũng bị tác động bởi cái loại phiền não là thân kiến. Điều này chúng ta không có chối bỏ được. Chính vì thế mà cái mà khó nhất để mà chúng ta có thể gỡ bỏ được cái trạng thái giới hạn ngăn vắt giữa phàm phu và sự giải thoát, đó chính là thân kiến. Và thân kiến nó liên hệ rất gần đến cái yếu tố là cái người nào mà thấy được cái tướng trạng vô ngã đó càng nhiều bao nhiêu á, thì cái thân kiến của người đó suy giảm bấy nhiêu, cái thân kiến người đó suy giảm bấy nhiêu. Rồi sư
nhắc cho quý vị một cái điểm như thế này nữa. Khi nói đến pháp hữu vi á, khi nói đến pháp hữu vi thì chúng ta nên nhớ đến rằng nó có 11 nó có 11 cái khía cạnh, có 11 khía cạnh. Thô tế là một cặp, thô tế là một cặp, xa gần là một cặp, là bốn rồi. Thù thắng hạ liệt là sáu, bên trong và bên ngoài là tám, quá khứ hiện tại vị lai thêm ba nữa là 11. Chúng ta sinh hoạt á, ở mọi tình huống trong cuộc đời này á, thì những cái diễn hoạt của pháp hữu vi nó chỉ có nằm ở trong 11 khía cạnh, nằm trong 11 khía cạnh đó thôi. Và điều này á, khi mình quán xét, mình hiểu biết á, thì nó có được cái lợi ích gì cho mình, có lợi ích gì cho mình cũng rất là hay, đúng không? Nếu như mà người á, mà đã ở trong tâm của họ luôn luôn niệm tưởng, luôn luôn có cái sự ghi nhớ về cái pháp hữu vi là vô thường, thì người đó dễ dàng thoát được hai cái tình trạng tâm tiêu cực. Đó chính là đối với những cái gì mà mình gặp phải buồn đau ở trong cuộc đời này ấy, thì mình không có vì đó mà bi luận thái quá. À, chúng ta nên nhớ nha, quý vị có nghe cái câu chuyện mà cái có cái hai cái người mà người cha tặng cho tặng cho cái người con của mình một cái đồng tiền mà trong đó có ghi một cái chữ. Cái chữ đó đại khái chỉ có nói về cái tướng trạng của pháp hữu vi thôi. Mà khi cái người đó gặp khó khăn á, nhìn thấy những cái hàng chữ bên đó mới nhắc nhở rằng cái pháp hữu vi thật ra nó không có phải ở đó hoài. Cho nên cái sự khổ á, nó cũng có nhân có duyên của nó cũng có sanh có diệt, chứ không có ai khổ hoài hết á. Cho nên điều đó làm cho tâm tư của vị ấy rất là thoải mái và chấp nhận cái hiện thực. Kham nhẫn làm những gì cần phải làm vậy thôi. Cái trường hợp thứ hai á, là nó dễ dàng làm cho tâm của mình thoát ra được cái sự ý lại, cái sự ý lại và chánh mãn đối với thiện pháp. Bởi vì tại sao? Vì nếu như mà thiện pháp thật ra nó cũng là một tình trạng của pháp hữu vi thôi. Nếu như mà mình không có cảnh tỉnh, mình khéo tác ý á, thì những cái chập tư tưởng mới của mình á sanh lên á, nó cũng sẽ có thể quay trở lại những trạng thái bất thiện, chứ không phải là không đâu. Chứ nó không phải là khởi lên một thiện pháp rồi cứ thiện pháp đó, cứ thiện pháp hoài. Quý vị thấy không? Khi mà chúng ta hiểu được cái điều đó thì nó có được hai cái sự khích lệ nhắc nhở mình ở trong lúc vui và kể cả lúc buồn, rất là hay. Riêng đối với pháp vô ngã thưa quý vị, thì điều này á, nó lại có cái đặc trưng là làm cho tâm tư của cái vị mà thường xuyên quán xét á, nó bớt đi cái sự chấp thủ rất là nhiều. Thật ra nó cũng đi vào trong cái lề lối y như cái pháp hồi nãy thôi. Nhưng mà cái tướng trạng của pháp vô ngã thưa quý vị, nó thâm sâu hơn, nó sâu sắc hơn.
Tức là nó có thể nhìn ra được, hiểu ra được một cái sự toàn diện của tất cả những gì đang diễn ra ở trong cuộc đời. Và điều đó làm cho nội tâm của mình có một cái sự buông xả. Buông xả, chúng ta không có đi lệ đối với những trái ý nghịch lòng, bởi vì đâu có ai ở đây đâu, đâu có ai ở đây đâu. Khi mà mình khởi lên những cái chấp thủ về tôi, về ta, thì cùng lắm nó chẳng qua nó thổi phồng thêm những cái đau khổ khó khăn của mình đang có ngay trong hiện tại. Quý vị nên để ý như thế này, thật ra lúc mà mình đau khổ, nó vốn nó đã khó chịu một phần, nhưng mà nếu như mà cái tâm của mình á mà còn nghĩ thêm một bước thứ hai nữa, đó chính là tôi khổ quá, người này hại tôi, người kia hại tôi, thì cái sự đau khổ đó nó nhân lên gấp trăm gấp vạn lần, nhân lên rất nhiều, nó nhân lên rất nhiều. Cho nên tốt nhất thì mình đừng có ngu dại gì để mà mình thường xuyên để cho nó nhân đôi cái sự đau khổ của mình nhiều. Vì vậy sư để ý một vài những vị thầy mà sư gặp á, sư quan sát gần gũi các vị ấy, sư để ý là cái người nào á mà tâm trong tâm á mà ít có khi có ít có bị ám ảnh bởi thân kiến nhiều đó, đúng không? Cái người đó, cái nội tâm của người ta rất là nhẹ, và mọi cái sự việc ở trong cuộc đời này đối với họ, họ rất là dễ dàng bỏ qua, không có nghiêm gút, không có làm cho nghiêm trọng sự việc. Sự để ý những vị đó có cái pháp, bởi vì có những chuyện đó, thưa quý vị, khi mà chúng ta gặp những vị đó, những người người ta liên hệ trong cuộc đời họ, những vị thầy, đôi khi có những người người ta giận, hoặc là người ta buồn, hoặc là người ta phiền vì một lý do nào đó, nhưng mà ông thầy ấy thì ông chả có biết gì về cái sự giận hờn của người đó. Tức là ông nghĩ rằng ô cái chuyện này nó đã xong rồi, và chứ đâu có cái gì ở đó đâu mà sao mình cứ phải lưu giữ, mình cứ phải lưu giữ. Và sự vận hành của các pháp bây giờ nó đâu còn những cái yếu tố đó nữa đâu, mà sao mình cứ rinh, mình cứ vác về. Hơn nữa, sư để ý, sư thấy những vị đó ít có trách móc, ít có hờn giận, cái thứ hờn giận, và nội tâm rất là bình tĩnh. Nội tâm rất là bình tĩnh, thưa quý vị. Tại sao họ lại được những điều đó? Mình phải thắc mắc chứ. Mình tu tập đó, mình cũng là người muốn đi tìm một cái sự an lạc cho bản thân mình. Mình cũng phải nhìn. Hồi xưa thưa quý vị, những người cư sĩ á, người ta nhìn thấy những tướng hảo, sự thu thúc của những vị tỳ khu mà người ta sanh khởi cái lòng tin. Và thường người ta hay phát nguyện một cái câu mà khi người ta làm thiện, mong rằng tôi sẽ có được những cái pháp mà Ngài chứng đắc, mà Ngài có. Thì những pháp đó là những pháp gì? Đó chính là cái sự bình lặng của các căn, sự yên tình và sự nhẹ nhàng. Cho nên lúc mà mình học tập ở những vị thầy á, mình cũng phải để ý. À, mình để ý, để ý ở đây để mình học hỏi nha, chứ đừng có để ý để mà soi. Điều đó không nên. Mình chỉ học tập, mình để ý quan sát với cái nội tâm rằng thầy có những cái pháp tốt gì, và tại sao thầy lại được như vậy, nguyên nhân tại sao lại như vậy, mà sao mình không có, tại sao mình không có, mình không được, mình có bị vấn đề gì chăng, mà sao cái cách ứng xử và cái đời sống nội tâm của mình nó không có được nhẹ nhàng như những vị khác. Thì thưa quý vị, sư không có nghe nói nhiều và trình bày nhiều lý do tại sao, nhưng mà sư chỉ nghe vị thầy thường hay nói một cái câu thôi.
tức là tất cả đều là pháp, pháp ở khắp mọi nơi. Cho nên tất cả những gì mà sanh khởi trong nội tâm của vị ấy nói chỉ đơn giản như vậy thôi. Tất cả chỉ là pháp, pháp ở khắp mọi nơi. Nó không có cái gì để mà mình phải nặng tâm tư, nặng tâm tư. Tức là dù có muốn hay không muốn thì nó cũng khởi theo cái chiều hướng của nó, kể cả thiện và lẫn bất thiện, và luôn luôn có sự thay đổi. Đây là cái quy luật tự nhiên của nó mà thôi. Không nên có sự can thiệp vào vào sự tự nhiên, sự vận hành của các pháp. Bởi vì can thiệp thì sẽ gặp khổ đau, can thiệp sẽ gặp khổ đau. Sư nghe những lời rất là vắn tắt như vậy thôi, mà đối với trường hợp của sư thì sư hiểu theo cái cách của mình. Tức là cái nội tâm của vị đó, cái nội tâm của những người đó, người ta thường xuyên có sự an trú vào tam tước, có sự an trú vào tam tước. Càng an trú vào tam tướng nhiều thì nó ít có bị gặp phải những cái trở ngại về tinh thần, ít đau khổ. Bản thân vì đó không đau, ít có đau khổ, và hơn nữa cũng không có làm người khác đau khổ nữa. Tất cả mọi vấn đề ở trong thế gian này thật ra mình nên giải quyết ở nơi mình trước. Bởi vì nếu như mà mình đã không bị vấn đề thì mình sẽ không làm cho người khác có vấn đề. Đơn giản chỉ là vậy thôi. Cho nên đây là một cái tướng trạng có thể được nói rằng là không có được nghe nói nhiều ở trong những thời kỳ khác nhau đâu. Vì thế chúng ta cũng là những người có phước, những bậc hữu duyên mới nghe giảng về bài kinh Lakkhana Sutta, để đọc được cái bài kinh. Đây là một pháp nó đã cho thấy được toàn bộ cái bối cảnh, toàn bộ cái bộ mặt của tất cả những gì đang xảy ra trong cuộc đời. Và chỉ cần mình luôn luôn có sự ghi nhớ, luôn luôn có sự chú niệm, hiểu được điều này thôi, mình sẽ thoát được khổ đau rất là nhiều, giải quyết được rất nhiều đó, giải quyết được rất nhiều, giải quyết được rất nhiều. Chúng ta đừng nói chi đến cái việc thành tựu về tâm linh, đạt đến cái sự chứng đắc cố định. Mình chỉ nói ở giai đoạn phàm phu của chúng ta tu tập thôi. Cái lúc nào mà mình không có nhận thức được lúc nào mình không có nhận thức được tam tướng thì lúc đó nội tâm của mình nó toàn là rơi vô trong những cái tình trạng coi như là chấp thủ nè, rồi bỏng sẻn nè, rồi giải đãi nè, rồi sân hận nè, rồi tham mạn. Nó rơi vào mấy cái trường hợp đó là nhiều thôi. Cho nên thiện pháp đó thưa quý vị, thiện pháp nói một cách ngắn gọn thì chúng ta có thể phân làm hai loại. Có thể phân làm hai loại. Đó là một, đó là thiện pháp mà thiên về những việc tu tập cơ bản, y như là mình bố thí, giữ giới, cung kính, phục vụ, và kể cả việc tu tập chỉ quán cũng nằm ở trong trường hợp đó luôn. Xin lỗi quý vị, kể cả việc tu tập thiền chỉ, chính đắc thiền định cũng nằm ở trong trường hợp đó luôn. Nhưng mà trong thiện pháp thuộc về hạnh đó, thuộc về hạnh đó, thì phải nói rằng thiền chỉ là đỉnh cao, đỉnh cao trong vấn đề gọi là tu tập về hạnh. Còn có một loại thiền pháp thứ hai, đó chính là thiền pháp
trong việc tu tập thiền quán, hay còn gọi là tuệ minh sát, hay là gọi là thiền pháp trí tuệ, thấy được tam tướng, thì cái này nó đặc biệt hơn. Ở cái đầu của quý vị, nếu như mà nó không được kềm giữ, nó không được nhìn nhận về tam tướng, thì nó có thể bị rơi vào trong cái sự chấp thủ y như thường. Chẳng hạn như trường hợp rất nhiều những cái tình trạng tâm tư của những người cư sĩ, người ta làm phước với cái sự mong cầu có được một cái hoàn cảnh khá hơn do cái thiện sự công đức này chẳng hạn. Thành ra đó cũng chỉ là những nền tảng, nó xuất phát nguồn gốc từ cái sự chấp thủ thôi, tham ái mà chấp thủ. Nhưng mà nó dựa trên thiện pháp để mà nó tầm cập, nó tốt đẹp hơn đối với trường hợp mà những người ta dựa trên ác bất thiện pháp để người ta tầm cầu cái sự an lạc. Và họ làm thiện nhưng mà họ có cái ước nguyện, họ có ước nguyện mong cho cái tự ngã này nó sẽ được tái sanh vào một cái thế giới an lạc, trong một cái gia đình đầy đủ quyền thế. Đó chỉ là một cái hình thức xây đắp cho tự ngã của mình. Kể cả việc tu tập thiền định với tâm tư mong cầu vui thích những cái trạng thái tĩnh lặng và được tái sanh về các cõi hữu sắc hoặc là vô sắc thì cũng nằm trong đó thôi. Tuy nhiên cái trường hợp mà nếu như một cái người mà người ta tu tập, người ta có được cái loại thiện pháp thấy tam tướng, thì ngoài việc làm thiện ra, ngoài việc làm thiện ra, người ta có thêm được một cái khả năng nữa. Khả năng đó chính là nó không có bị vướng kẹt lại đối với thiện pháp, nó không bị kẹt lại. Người ta cũng làm thiện nhưng mà cái sức mạnh của thiện pháp đó được phát triển một cách tối đa, không có bị giới hạn kẹt lại đối với những cái loại phiền não khác. Vì vậy cái thái độ của một người cư sĩ mà giữa một vị tu tập giữ giới chẳng hạn, phát nguyện thọ trì giới hạnh, mà có cái sự nhận thức kèm theo về tam tướng, nó sẽ khác rất nhiều so với một người cư sĩ cũng tu tập giữ gìn giới hạnh mà trong tâm chưa có cái sự thực hành nhận biết về tam tướng đi kèm theo. Trường hợp không có sự nhận biết về tam tướng, nó có thể làm cho vị ấy rơi vào cái tình trạng bất mãn khi lúc mình phạm giới. Thôi chết rồi, mới vừa thọ giới xong mà bây giờ đã như thế này rồi, sao mình lại như thế này, sao mình lại như thế kia, vân vân. Hoặc là nó có thể rơi vào trong cái tình trạng tự hào. Ồ, ta đã giữ giới được nửa tháng trong sạch, không có vi phạm điều học nào. Ông kia bà kia chẳng hạn mới giới mà đã phạm rồi, hay là vân vân và vân vân. Các vị thấy không? Nó có thể bị kẹt vào, nó có thể bị kẹt vào, mắc kẹt trở lại. Nhưng mà nếu như mà một người mà người ta cũng thọ trì quy giới, người ta cũng bố thí, người ta cũng cung kính, người ta cũng phục vụ quá, mà với cái nội tâm luôn có cái sự nhớ về tướng trạng của pháp hữu vi là vô thường, là khổ, là vô ngã, thì cái uy lực của nó phải nói rằng không có bờ bến, bởi vì nó không có kẹt lại. Người ta sẽ không có buồn, người ta sẽ không có tự ti, người ta sẽ không có hoang mang bất an nếu như lỡ mà tâm tư của người ta bị rơi vào trong cái trạng thái bất thiện mà người ta phạm giới. Bởi vì tại sao? Bởi vì nếu như mình nhận thức một điều mà mình vẫn còn phàm phu, và khi đó mình thất niệm, mình quên mình, và chuyện đó nó dẫn đến
nó phá hỏng cái nguyên tắc mà mình đã thọ trì thì điều này là chuyện đương nhiên thôi, là nó đã xảy ra rồi, bây giờ thôi mình cố gắng mình làm lại. Quý vị thấy nó khác không? Chỉ cần hiểu thôi, đi kèm thôi là nó gỡ được cái khúc mắc. Và hơn nữa người ta cũng sẽ không có dễ dàng bị rơi vào trong cái tình trạng tự mãn. Ồ, đâu có ai ở đó đâu mà ông kia bà kia thua mình thế nào. Cho nên chính vì thế mà hai cái loại nhận thức ở trong đời, một là cái thiện sự thông thường, hai là cái thiện sự thấy được tam tứ, trí thấy được tam tứ. Sư kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện mà sư gặp rất là nhiều những vị tu tập chung đối với sư, kể cả những người cư sĩ nữa. Sư có một vị, trước kia sư có một vị sư đệ, thì quý vị biết để mà gìn giữ cái giới hạnh của một vị tỳ khưu mà được tròn đủ, không có bị khiếm khuyết, phải nói rằng không phải là một chuyện dễ làm. Sư phải thừa nhận như vậy. Đối với cái mức tâm mà phàm phu như chúng ta ở đây, đối với mức tâm phàm phu không phải là một chuyện dễ làm. Cho nên trong đời sống của vị đó, vị sư đệ, có những lần ổng có vi phạm những cái điều học, và điều đó làm cho vị ấy rất là bất an. Vị ấy thường xuyên hay hỏi sư, kể cả điện thoại cũng có, gặp riêng cũng có, để hỏi là bây giờ như vậy phải làm sao đây sư huynh, bởi vì nếu như mà bây giờ như vậy thì sao khó để mà tu tập quá, nó làm cho mình trạo hối, nó làm cho mình có cái sự day dứt. Những lúc mà mình tụng kinh á, đôi khi mình tụng những cái bài kinh mà có liên quan đến cái điều mà mình đã vi phạm thì mình cũng chạy lòng, nó có để có bị những cái tình trạng đó nữa. Sư huynh bây giờ làm sao, không biết làm sao đây. Thì lúc bây giờ sư có nói, nhưng mà sư nói sư biết rằng vị đó chưa có hiểu, bởi vì cái kết quả sau này nó cho thấy rằng vị đó không có hiểu cái lời sư nói. Sư nói rằng sư chỉ hỏi rằng giờ tôi hỏi sư một điều như thế này, sư huynh hỏi sư đệ một điều như thế này, sư đệ là phàm hay là thánh? Thì ông nói là dạ dĩ nhiên còn đệ, đệ mà thánh gì, đệ phạm phu mà phạm giới mà chưa có thu thúc được hết những cái điều học mà làm sao mà dám nói là bị thắng được. Nói rồi thế rồi sư mới hỏi vị ấy, vì khi mà mình đã nhận thức mình là phàm phu mà mình mong muốn cho tâm của mình không có bất thiện khởi lên, không có bị sơ xuất trong thân khẩu ý, chuyện đó là cái chuyện có đúng đắn hay không? Chuyện đó là một cái chuyện có đúng đắn hay không? Thì lúc bây giờ ổng nghe cái đó ổng lấy lạ lắm, ổng nghe cái đó hình như ổng cũng không hiểu cái ý sư hỏi. Ổng không hiểu ý sư hỏi mà ổng cứ ập ạp à. Thì sư nhìn cái nét mặt là sư biết là ổng hiểu rồi. Bởi vì có một cái nguyên nhân mà mình đòi hỏi rất là vô lý, đó chính là mình ở trong tình trạng không thể nào mà có được, không thể nào mà hoàn toàn hết các lậu hoặc, mà mình cứ muốn rằng mình luôn luôn được thanh tịnh. Hay nói một cách khác dễ nghe là chúng ta, tài sản của chúng ta có như đây thôi mà chúng ta cứ ngồi mà chúng ta đòi cái căn nhà biệt thự lớn. Hoặc là nói một cách khác nữa cho nó khôi hài chút, mình đã xấu rồi mà cứ đòi đi thi hoa hậu, cứ đòi coi như là để được chấm điểm, coi như là gương mặt sáng giá hay là gì vân vân. Mình phải biết mình là ai, mình phải biết mình là ai, và mình phải hoan hỷ chấp nhận với cái tình trạng của chính bản thân mình. Dĩ nhiên điều đó không có nghĩa là mình sẽ không có đạt được đến cái địa vị đó, vẫn được, nhưng mà mình phải trải qua một thời gian
để làm cho cái các pháp nó có sự thay đổi. Thì lúc bây giờ mình sẽ, nếu nói về sắc đẹp thì mình sẽ trang điểm hay là vân vân, mình sẽ đi sửa này sửa kia, rồi mình sống cho nó điều độ để cho da dẻ nó được tốt đẹp. Đến lúc nào đó thì nhan sắc mình mới đẹp hơn, thậm chí mình phải làm thiện, mình tu tập để cho mặt của mình nó nhìn nó dễ coi, không có bị tâm sân chi phối á, thì như vậy cái sắc đẹp của mình cũng hơn. Nó phải trải qua cái thời kỳ chứ bây giờ mình cứ đòi hỏi thái quá. Lúc đó sư nói vắn tắt vậy, nhưng mà vì đó không hiểu thì đó vẫn bị trạng hối bất an. Ý của cái lời khuyên nhủ đó nó nhắm vô một cái điều như thế này, tức là mình phải chấp nhận đối với cái tình trạng mà mình đang có và không thể nào đòi hỏi hơn những cái việc mà mình không thể có được. Đối với cái người mà đã hiểu như vậy thì người ta sẽ không có bất mãn, tự ti, bởi vì điều này là điều đương nhiên rồi, mình không có tránh được. Thì cái chuyện mà mình buồn phiền lo âu và trạng hối, hình như cái này nó có gì đó nó sai sai. Khi mà mình hiểu ra được vấn đề thì mình sẽ thấy cái phản ứng của tâm của mình đối với tình trạng như vậy nó có gì đó nó sai sai. Cho nên quý vị thấy không, đối với cái loại thiện pháp, đối với thiện pháp mà về tam tướng á, về năm tướng, nó cho mình được một cái sự thoải mái về tinh thần. Sự thoải mái về tinh thần, thoải mái ở đây không có nghĩa là mình muốn làm gì mình làm như cái kiểu là một người vô liêm sỉ, không phải là như vậy đâu, không phải là như vậy đâu, nó không phải là cái tình trạng như vậy. Thoải mái ở đây tức là nó có thể hóa giải được những cái ưu tư trong cái tình trạng mình gặp phải những khó khăn lúc mình còn là phàm phu, giải quyết được rất nhiều, như quý vị có thể giải mã được rất nhiều rất nhiều. Còn bằng không á, là mình sẽ bị vùi dập hết những cái lợp phiền não này đến đợt phiền não khác. Nó đã làm cho mình coi như là sai lầm rồi, rồi nó lại còn quay ra nó quở trách mình đến chứ. Rồi nó không những nó quở trách mình không thôi, mà nó còn xúi mình coi như là đem những cái bực tức đó mang dội sang người khác nữa. Mang dội sang người khác, cái chuyện không có đáng gì nhưng mà nó xúi mình xé ra cho to. Cái mà thật ra nó vốn ăn đi rồi sau này nó sẽ đau khổ ràng buộc, thì nó xúi mình hãy tầm cầu đi, hãy thích thú đi. Nhưng mà nếu như mà mình có được cái thiện pháp về tam tướng vô thường, lúc nào tâm mình cũng có chứng niệm, ghi nhớ, thỉnh thoảng mình nhớ đến điều đó cũng được. Nếu mà quý vị có được cái sự ghi nhận trong tâm thường xuyên thì điều đó quá tuyệt vời. Người đó sống ở trong đời này có thể tự giúp được bản thân mình, tự đứng được. Cho nên chính vì vậy á, mà cái bài kinh Vô Ngã Tướng quý vị là một cái bài kinh rất là quan trọng, rất là quan trọng. Và không phải ở thời kỳ nào chúng ta cũng được nghe nói đến Á Nắp Tát Lắc Khá Ná đâu, không có phải thời điểm nào mình cũng được nghe nói đến điều này. Có thể có những thiện pháp, có thể có những tầng thiền chứng đắc sắc giới vô sắc giới ở trong những thời điểm không có xuất hiện Đức Phật, không có giáo pháp. Nhưng mà ở trong thời điểm đó mà để nói đến cái trường hợp nghe đến cái từ mà vô ngã, hình như hơi bị khó, hơi bị khó. Và sư kể cho quý vị nghe cũng như cái lời cuối cùng, nó cũng phù hợp phải lẽ cho cái buổi sinh hoạt của mình hôm nay. Sư nhớ thầy thiện sư ngài có dạy một cái câu như sau. Ngài nói rằng cái bước tu tập ban đầu của mình á, thông thường những người
đang luyện tập, người ta dễ dàng thấy được hai cái tướng trạng vô thường và khổ là chủ yếu. Nhưng mà để nhận thức được vô ngã đó, đòi hỏi trải qua một thời gian sau này, niệm và trí, các phẩm chất như là tính tấn niệm được tuệ của tâm cực kỳ dũng mãnh, thì vị đó mới có khả năng nhìn thấy được điều này thường xuyên ở trong tâm. Thông thường phần lớn ban đầu chúng ta chỉ thấy được hai cái tướng trạng đầu tiên, ghi nhớ được hai tướng trạng đầu tiên nhiều mà thôi. Nhưng mà để chạm được đối với Lakkhana, Anatta Lakkhana, tướng trạng vô ngã, thì đòi hỏi niệm và trí của vị đó mạnh, phải già dặn thì mới có thể chạm mặt được với tướng trạng này ở trong cái sự vận hành của đời sống vị đó, danh pháp và sắc pháp thường xuyên. Chứ không phải đơn giản mà mới đầu vô mình có thể thấy được cái tướng trạng, thật sự hiểu được cái tướng trạng, thấy được, cảm nhận được ở trong thân và tâm này mọi sinh hoạt của mình là Anatta Lakkhana. Cho dù có nói thì mình cũng chỉ là phát biểu bằng lời nói thôi, chứ trong tâm của mình ít khi nào thật sự mình chạm mặt được tới, cảm nhận được một cách trực tiếp là Anatta Lakkhana. Khó lắm, rất là khó. Nó rất gần đối với sự loại bỏ thân kiến. Rồi, đó là cái lời cuối cùng, cũng như là cái buổi hôm nay chúng ta sinh hoạt về bài kinh Lakkhana Sutta. Trong cái thời gian này thì bởi vì thay đổi về giờ giấc ở bên đó, nó cũng có cái trở ngại ở bên đây thủ sư, đó là nếu như theo như giờ giấc bên đó là nó bị chạm vào cái giờ chư tăng ở bên chiều bên đây dùng cơm. Rồi bây giờ còn 15 phút còn lại, sư mời quý vị có cần gì, có cần thiết phải nói những điều gì thì quý vị cứ nói. Và bây giờ sư mời quý vị. Nam mô Bụt Thà Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Vi Nguyện đã giảng bài pháp mới cho chúng con ngày hôm nay. Hồi nãy con có nghe sư giảng về cái chỗ mà nếu mà một người nào mà cái tâm người ta nặng nề, cái gì nó cũng khó khăn, cái sự giống như là về cái thông kiến nhiều. Dạ con thấy nhiều khi có những người nói là người bình thường thôi, sư không phải là một cái Phật tử tu tập, nhiều khi trên một cái bàn ăn, từng cái đôi đũa, từng cái muỗng, nó phải để ở đâu, nó để ở chỗ nào, cái món nào vô cái gì, rồi món nào ăn với cái gì, con thấy rất là phiền não. Trong từng cái hành động, từng cái suy nghĩ của người đó, nó giống như là nó có một cái gì nó chấp cứng vào một cái gì, nó không có thoải mái, mà bất cứ một cái gì nó cũng bị căng thẳng hết á. Thành ra có những vị á, là sống một cái ngày đối với con thấy nó quá là cực khổ, đến nỗi mà cái chuyện mà lấy một cái ly nước uống thôi là phải một cái ly hình như thế nào và uống phải nóng như thế nào và phải uống chai mở nắp như thế nào thì con thấy nó khổ quá, tại sao không có đơn giản được. Thì có thể là mỗi người nó đi từ cái mức độ cái thân kiến của mình về cái nhân sinh quan đó với cuộc sống khác nhau, rồi người đó dùng cái tâm đó để họ đi vào đạo Phật, rồi họ học cái giáo pháp đạo Phật với cái thân kiến với cái ngã chấp của họ, thì nó lại giống như là nó lại tạ họa ra nhiều cái khác nữa. Thành ra nếu mà nói là học đạo mà giải thoát ấy, thì đối với người đó có thể là khó hơn giải thoát, tại vì nó giống như nó máng thêm một cái mớ rối rắm về cái một cái những cái kiến thức mới nữa vô cái tâm chấp ngã của họ, phải không bạch sư? Con thấy những cái người đó mà đi học đạo thiệt là đuối luôn, là họ đi họ hỏi rồi họ chấp, khi mà họ hỏi tới họ hiểu tới một cái chỗ nào thì họ chấp tới một cái chỗ đó nữa, thì con thấy nó giống như là cột mấy cái cọng thun như người mình chứ không có phải là cắt bỏ ra. Con nghĩ như vậy có đúng không bạch sư? Như vậy thì nó rối rắm, rồi mình gặp mấy cái người đó mình phải làm sao để mà giúp họ, giúp mình. Và sư, tự nhiên con thấy nhìn là nó đã rối rồi. Nhà con xin dâng mít lại cho sư ạ. Xa thôi.
Nói vậy chắc sư nói vậy chắc Nghi Như cũng cũng gặp nhiều mà. Chính vì thế mà sư hồi xưa sư còn đi chỗ này chỗ kia nhiều, sư còn quan hệ nhiều. Sau này cái sự quan hệ của sư rất là giới hạn, và cũng như sư ít có khi nào tranh cãi lắm. Sư ít có khi nào, thông thường sư hay lắng nghe nhiều hơn, chỉ khi nào mà có những cái gì đó mà cần thiết mình cần phải giải bày, để tránh sự hiểu lầm thì lúc bây giờ mới nói thôi. Chứ còn ngồi mà để tranh cãi coi như là cái này đúng cái kia sai hay là gì thì đối với cái việc đó sẽ cảm thấy nó không cần thiết, nó không cần thiết. Tuy nhiên chúng ta phải nên hiểu một điều như thế này, cái sự tu tập bao giờ nó cũng có tuần tự, có trước có sau, có người này có người khác. Kể cả đối với tất cả các pháp nó cũng có thô tế, thù thắng hạ liệt. Chẳng hạn như đối với những thiện sự của những người đó, ban đầu đó, người ta có niềm tin dõng mãnh, người ta thích làm thiện vân vân, nhưng mà người ta chỉ ở cái bước gọi là ban đầu thôi. Còn nếu mà để mà đạt đến cái sự dứt bỏ, vượt lên cao hơn để mà giải thoát thì bắt buộc phải đi qua ngưỡng cửa của tam tước. Không có một trường hợp nào mà đạt đến niết bàn mà không qua cái ấn chứng của tam tước. Chúng ta nên nhớ một điều như thế này nha. Hay nói một cái cách khác để cho mình dễ mường tượng hơn, những cái thiện sự ban đầu nó cũng giống như là cái nguyên nhân xa của sự giải thoát. Nó là nhân xa, nó là chủng tử xa. Còn tuệ quán đó, về tam tướng, về vô thường, về khổ, về vô ngã đó, đó là nhân gần. Đó là nhân gần. Cho nên khi mà mình gặp những đối tượng như vậy thì mình phải biết được là mình đang nói chuyện với cái người đang đứng ở đâu, ở trên cái con đường giải thoát. Như vậy nó sẽ phù hợp hơn, và mình cũng đỡ phải bị ảnh hưởng. Mình đỡ bị ảnh hưởng. Nếu như không khéo mà mình gọi như là bị rơi vô họ bị như vậy thì mình cũng phiền não, mình cũng y chang cũng bị y chang như vậy rồi. Cho nên tốt nhất người ta muốn cái gì nếu như trong khả năng cho phép thì thôi, mình cứ chiều theo người ta đi, Còn nếu như những cái gì mà nó cảm thấy ở với nhau mà nó hoặc gặp gỡ nó sẽ không có lợi cho họ, thì tốt nhất mình nên hạn chế. Những gì mình giúp đỡ được thì mình giúp đỡ, còn những gì mà mình né tránh để ngăn ngừa những cái nhiệt não thì mình nên né tránh. Chia tay bớt đau khổ là như vậy đó. Cho nên chuyện này nó cũng đâu có gì đâu khó xử lý. Thật ra hồi đó sư còn phân vân, chứ sau này mấy cái việc đó đối với sư không có bận tâm, không có gì đâu mà không có cách giải quyết. Thật ra giải quyết được hết. Đối với những người nào mà người ta có tâm đầu ý hợp, có đồng ý hướng, có đồng cái sự nhận thức, nội tâm ngang với nhau thì chúng ta nói chuyện với nhau thường xuyên hơn, ok. Còn nếu như mà nó có sự nhận thức về cái thế giới quan ở trong tâm quá thì chúng ta nên hạn chế. Vì vậy mà đừng có ham hố, mà giao thiệp lung tung lan tan nhiều. Đó là cái nguyên nhân mà tại sao theo sự đoán thôi, ngài Ujjotika ngài ít có khi nào ngài can dự vào trong hội chúng. Ngài không có nói ra nguyên nhân tại sao. Ngài có nói một cái lời rất là vắn tắt thôi, đó chính là cái hội chúng nào nó cũng lộn xộn, không có hội chúng nào mà nó không lộn xộn. Cho nên cái sự giao tiếp ở trong hội chúng đông người này kia, người này người nọ, nó lộn xộn. Vì thế mà theo như sư nhìn nhận, theo như cái hiểu của sư, ngài thấy được cái nguyên nhân, cho nên ngài hay có sự độc cư, sống một mình,
và cái sự qua lại giao tiếp của ngài rất là ít, rất là ít. Chỉ có những ai hiểu biết và thông cảm thì ngài qua lại thôi. Như vậy nó sẽ đỡ phiền cho mình và cho cả hai. Bằng không á, gặp nhau suốt ngày cũng như là cứ tranh chấp với nhau về pháp, như thế này là đúng, như thế kia là sai, phải như vậy mới được, phải như thế kia, rồi nó phiền, với nhau quá. Đó là như vậy đó. Bây giờ sư gửi nhất là cho lớp học. Nam mô Bụt Thầy Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Dạ con xin kính thay mặt lớp học kính tri ân sư Huy Niệm. Dạ con nghĩ là sư chắc là tính giờ để thọ trai rồi bạch sư. Dạ con không có biết là sư Thanh Tâm có ở trước mít hay không ạ. Dạ con xin kính thỉnh sư Thanh Tâm. Nếu sư còn ở trước mít, con kính thỉnh sư chúc phúc cho đạo tràng ạ. Từ con thấy sư Nguyên Thông đã ra khỏi lớp rồi bạch sư. Dạ con xin thỉnh bàn tay của sư Thanh Tâm nếu sư còn ở trước máy ạ. Dạ con không thấy sư Thanh Tâm có ở trước máy. Dạ bây giờ nếu như vậy thì Nguyên Như xin kính mời chư vị cùng với Nguyên Như hồi hướng sau khi nghe pháp ạ. Dạ đề hoa tà sanh ti quy hà ra hoa si ni thu bê kha rê bồ thi kha rê ta hình ta hình ta tham ma đa nê na pha quanh tu pu chi ta so thình ca ron tê ta quy hà ra măng đà lê thế ra cha mắt cha na hoa ca cha phình vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca Gama cha de sa ni gama cha e sa ra sap ba na phu ta su ki ta pha quan tu te cha la bu cha ye bi cha an da sam pha qua san se da cha ta ta wo pa pa ti ka ni ya ni kang tham ma wa rang ba tin cha te sam be bi dung kha sa ka ron tu sang ka yang tha tu chi rang sa tăng mô tham mắt tha ra cha bùng gà la sang cô hô tu sa mắt gô hoa anh tha ya cha hi ta ya cha âm hề răng kha tu san tham mô sam bê bi tham ma cha ri no gu thân sam ba bu nê ya ma tham ma ri yam ba quê đi tê. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm, trong ngày vị lai. Dạ, Nguyên Như xin kính chúc quý vị, nếu ở bên Mỹ thì có một cái buổi Thanksgiving rất là vui, và ở bên Việt Nam thì Nguyên Như sẽ kính mời chư vị có thể quay lại room của Nguyên Như Kỳ Viên vào sáng ngày mai, tức là mở cửa lại từ 8 giờ rưỡi cho tới 10 giờ rưỡi giờ của Việt Nam, và ở bên Mỹ thì sẽ là 8 giờ rưỡi cho tới 10 giờ rưỡi là giờ Hoa Thịnh Đốn vào buổi tối. Và Nguyên Như xin trân trọng kính chào toàn thể chư vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.